Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với một số đơn vị đã phá thành công chuyên án và triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ đối tượng Lương Anh Tú, chú huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, thu giữ 9.000 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật. Vào chiều ngày 14 tháng 6, tại khu vực xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, lực lượng công an đã bắt quả tang Lương Anh Tú về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 9.000 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật. Trong quá trình bắt giữ, Tú đã chống đối quyết liệt, tuy nhiên đối tượng đã bị lực lượng công an khống chế bắt giữ, đảm bảo an toàn. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.